Mày nha, im, ngoan thì sống, thú cưng ấy. Ngoan, rồi ngoan, rồi ngoan, rồi ngoan, rồi đấy, ngoan rồi, nó bảo ngoan rồi, không không không. Có khả năng thế, mấy anh có lằng nhằng mấy anh hổ báo lằng nhằng còn nhìn thấy nó chạy mất mặt. Đây là tổng hợp các loài rắn độc. Đây là nhà không có vòng cổ, lấy cái này con này đeo tạ. À, im. Con này to như con tịnh. Anh em là muốn học cách muốn sơ cứu rắn cắn này hay là muốn cái gì, nói chung là muốn tìm hiểu tất cả về về rắn. Đây. Đây. À, con này giữa. Rắn đen trắng này thì nó lành hơn. Đây. Hàng này nó lành hơn, còn cái hàng kia khốn nạn. Bình thường mà bạn có thể thách thức tất cả những mọi việc mình có thể làm được. Đối với mình nó chỉ là nhẹ như lông hồng thôi. Đây, như con này nó lành nhỉ. Như hổ mang thì nó nghịch như thế là hơi nguy hiểm vì cái độc của nó phun lung tung. Nó chạy nó bầm. Đây tất cả các loài rắn độc. Đây nó còn chui cả vào quần. Anh em chia sẻ vào chém gió nhỉ. Anh em nào mà muốn học cách bất cả về cái vấn đề gì về rắn nhé, thì hãy cứ comment ở bên dưới, mình sẽ chỉ cách. Đây. Đây là tất cả các loài rắn độc, gặp anh ta đều phải trốn hết. Đây. Đây là thực tế luôn. Có khả năng quay quả này là YouTube là nhà lại nổi tiếng. Đây là mình quấn thành một quả cầu cho anh em xem nhé. Quả cầu rắn siêu to khổng lồ. Đi mẹ này cắn chó. Quấn nó đau nó lại cắn. Mẹ im đấy, phải lấy nhặt đuôi á. Nhặt đuôi như này này thì mới quấn được. Im. Im. Rắn là phải cầm cái đuôi như này. Như này. Như này. Toàn hổ mang thôi, toàn rắn độc thôi, không phải là rắn nước đâu. Nhưng mà em khuyến cáo anh em với mọi hình thức không được nghịch theo và đừng bao giờ nhìn thấy rắn, tốt nhất là chạy, đừng bao giờ bắt. Các anh em không có khả năng đặc biệt thì đừng bao giờ bắt. Không phải là bây giờ thấy con rắn to đuổi nó bắt nó cắn nó chết bà. Rắn càng to thì nó càng khôn. Những con đấy thì không thể nghịch được đâu. Nào, thế bây giờ mày thế nào? Chúng mày định thế nào với tao? Đây, tao bắt, tao cầm nó này, cắn, nó đang gọng nhau. Nó đang cắn nhau. Nó đang cắn. Không. Đây à. Đây là tổng hợp. Tổng hợp tất cả các loài rắn. Nó đang siêu tạo một cái quả cầu rắn siêu độc. Uy lực nặng lắm. Tịt mẹ, quả cầu này to vãi. Tịt mẹ, nó cứ bành lên. Quả cầu rắn này không thành rồi anh em ạ, nó to quá. Quả cầu này không thành công. To quá, quả cầu này siêu to khủng bố. Quả cầu này to quá. Cầu này phải mấy tay mới ôm. Ôm. Quả cầu này to vãi. Bọn này. Đấy, anh em vào chia sẻ chém gió nha. Bạn rảnh về quay video làm đăng lên YouTube bạn hiểu không? Thú cưng ấy ngoan lắm.
Đây, đọc của nó này. Đấy, phè phè. Phè. Ấy, phè phè. Nào, bây giờ tao bảo mày nhá. Im, hạ đầu xuống, im. Hạ đầu xuống. Hạ đầu xuống. Hạ hết xuống. Hạ hết xuống. Ủa sao tao bảo? Hạ đầu này, xuống đây, xuống đây. Hạ xuống đất ấy. Không phải ngóc đầu lên đâu mà tao bảo mày ngóc lên đâu. Còn ngóc lên tao bóp chết luôn. Đây nó cắn này, nó đang cắn này. Nó đang cắn nhau rồi. Nhưng mà con rắn này kháng được tất cả các loài độc. Con rắn này kháng được tất cả các loài độc. Mình đang nghiên cứu là tại sao nó kháng được nhưng mà vẫn chưa thành. Chắc là phải mất một năm anh em ạ. Tất cả các loài rắn nó không cắn đâu, ngoan lắm. Đây là thú cưng nhá. Wow. Quả cầu rắn này, con này cho vào ngâm rượu. Con rắn này ngoan nhất mình có thể từng gặp. À gì nhỉ? Ở ngoài kia còn một con rắn gì nhỉ? Ở trong bao nhưng không biết còn không? Để đi ra lấy con rắn này. Bắt là vứt ở đây sao? Quả nó biết sống hay chết à? Không biết sống hay chết. Hỏi xem con rắn nó trong bao còn sống hay chết. Hay chết vậy. Sau này vẫn còn một con. Wow. Đi đã trói sẽ mày phản xạ cắn luôn kìa. Nó theo phản xạ thôi. Đúng là dòng rắn, con rắn này lần đầu tiên mình gặp luôn. Đây, con rắn này lần đầu tiên mình gặp là không phải là nó có, con này nó không sợ gì hết. Cái gì nó cắn, sợ luôn này. Nó cắn nó bao lần rồi, con điền. Con rắn này cứ độc thích đấy. Con rắn này vô hại, không có độc, nó chỉ bất thường. Nhưng mà nó không sợ. Lúc nào khi gặp kẻ thù nó rung như rắn đuôi chuông vãi. Có cái nhà có cái chuồng để nuôi rắn thì ông già ông nuôi thấy chim ở đấy rồi, không nuôi được. Đây là siêu cao phủ cầu rắn siêu to khổng lồ. Con rắn này nó có mù vũ điệu rất thích luôn này. Lên. Lên. Con rắn này cho đi làm siếc cực đẹp luôn. Đây, con rắn này nếu mà gì nhỉ? Con rắn này đào tạo nó cho đi làm siếc. Lên. Đây. Đuôi nó rung ở đây. Đuôi nó rung bên này. Đó, con rắn này cực kỳ khôn luôn. Con rắn này thì nó không có độc nhưng mà mình thích. Thì mẹ nó lại cắn vào chân, lại đổi. Đúng không? Này đi con mẹ nó mổ con rắn này thích những con nào bướng rồi những con nào lành thì không thích. Đấy, con rắn này không để ý bọn hùng mang này cắn ngay ấy. Đấy. Con rắn này không để chơi được, con rắn này cắn ngay, cắn bao nhiêu phát thì mẹ lơ ngơ nó mổ mù mắt. Cái gì nhỉ? Chịu gì, rắn nó là gì nhỉ? Rắn mình là khắc tinh của các loài con vật rồi nên là không có gì mà sợ cả. Anh em thấy đây, mình cầm nó lành như là ấy luôn này. Đấy, thú cưng này ngoan cực. Thú cưng này trong nhà nếu mà làm được 100 con này trong nhà thì chắc chằm. Trộm nó vào nó chạy mất. Khẳng định luôn. Mẹ cột buộc dây vào cột đây mẹ cắn. Mẹ gì bình thường. Đây.
tất cả các loài rắn luôn. Con này cực đẹp luôn. Chào 50 anh em đang xem nhé. Anh em chia nhau bổ nhau quả xẻ vào chém gió cho vui. Đây. Đây. Con này cất đi. Con này nó nhanh chạy. Bịp. Trong túi. Anh em nào bắt rắn làm nồi lẩu. Lẩu rắn. Lẩu rắn. Đây em. Đây là con này, con siêu độc. Siêu độc. Đăng quả này lên YouTube thì đô lẩu rắn nào hả xạ đéo gì. Cắn rồi. Cắn chân đi. Ủa sao? Cắn mãi quen rồi. Thình thình. Độc rắn. À lấy cái gì nhỉ? Lấy cái gì để lấy độc của nó ra cho anh em xem. Độc rắn này. Mẹ kiểm tra kỹ ở không tí nó bỏ trong nhà này vỡ mồm. Nãy bỏ rắn ra quên không đếm bao nhiêu con, bây giờ nếu biết có thiếu không. Ủa một con này nó có thể cắn chết vài người. Siêu rắn. Không phải bẻ răng mà gì đi, mẹ nó cắn vào chân đây này. Đây này, nó cắn đây này, chả cái gì đâu. Quay anh em, nó cắn vào chân đây này. Nhìn thấy gì chưa? Anh em nhìn thấy nó cắn chưa? Không sao. Mình bị cắn suốt mà. Bọn này nó cắn suốt ngày. Bò nhà ấy. Không bắt được à? Ủa chết làm sao được, anh cắn suốt. Bây giờ tay anh không biết bao nhiêu vết ở tay. Đây là tay vẫn sưng phòng này, sưng. Đây nó vẫn đang bong này. Nó không bong cái tay này. Nó không thảm, cái mẹ.
Rắn nó cắn nhiều thì khỏe người mà. Rồi. Thân rắn. Con rắn này mình chỉ nể nó con rắn này. Con rắn này nó kháng được tất cả các loài rồi. Con rắn này. Đây. Tất cả các loài rắn độc cắn nó đều không chết. Đây. Đây. Tất cả các loài rắn hốc nó đều đều chết để con rắn này. Mình quay mang tính chất giải trí cho anh em vui, có nghĩa là anh em nào muốn gì nhỉ, anh em nào mà không may bị rắn cắn ý, thì mình cho hầu như cả miền Bắc này đều biết đấy, mình sẽ chỉ cách chữa, mình chỉ cách anh em sẽ không làm sao. Chứ bây giờ lên mạng ấy, có nhiều người, rất nhiều người bị rắn nó cắn to toi tật toài, mà thực ra ấy, bây giờ bọn Trung Quốc nó đang thả rắn về Việt Nam rất nhiều, nó chơi cái loại rắn độc này anh em. Để thế bây giờ mình nói ví dụ nha, bây giờ rắn bây giờ nha, tại sao ngày trước đây khoảng 10 năm trước hoặc là 4-5 năm về trước ấy, thì rắn nó chỉ ở trên núi thôi. Thế nhưng mà khoảng tầm độ 3 năm về đây, đến như hiện tại bây giờ rắn nó toàn ở dân này. Như trước đây anh em đi, kể cả là đi có mà nếu mà độ 10 năm trước nhá, đi ở đồng đừng bao giờ nhìn thấy con rắn độc nào. Thế nhưng mà bây giờ nó cực nhiều luôn. Bọn Trung Quốc nó thả về rất nhiều luôn. Nó gom, nó mua về, nó bắt về, nó toàn thả cái loại con này, tầm nó đang đẻ này này, anh em nhìn này. Cái loại này nó mổ một phát chết vài người. Thế nó cắn không, đa số là người cắn không có bắt rắn đâu. Người cắn không thì đa số bị cắn không may bị mổ chân đi. Thì toàn chạy con rắn đấy nó có thể cắn được chết vài người. Xong rồi bé anh. À cái loa của mình đặt xuống đất. Im này mình lấy cái gì kể. Bây giờ nhá, kiểu như là mình nói ví dụ nhá, một con rắn này. Mẹ thiếu rắn. Đây. Ví dụ nhá, mình không phải là mang tính chất lên, đúng là mình quay cổ này ấy, thì hầu như con gái bất cả, không phải là con gái con trai, tất cả nhiều người rất sợ. Nhưng mà mình quay lên để cho mình kiểu như mình làm, mình quay một cái video này. Tại sao mình không phải là mình ấy mà là mình quay đây à? Đây là một con rắn này, mình nói nhá, một con rắn như này nó có thể cắn chết vài người. Mà tại sao cắn chết vài người? Bây giờ những người không chuyên về rắn ấy thì hay bị cắn. Những con rắn mà những cái người nào mà hay sợ rắn thì hay gặp rắn thì không may bị cắn thì anh em hầu như có bắt được nó đâu. Anh em đều không biết là con rắn gì cơ. Khi bị cắn anh em đi viện anh em còn chưa cả biết con rắn đấy là con rắn gì. Mà có khả năng là con rắn nước cắn anh em cũng đi viện đấy. Đây là mình cân nhắc lại cho anh em nhé. Con rắn này có độc. Con rắn này cực độc. Con rắn này nếu không sơ cứu nhanh thì sẽ chết này. Con rắn này cực độc. Con rắn này cực độc luôn đấy. Mình nhấn mạnh là cực độc. Nó đứng là hầu như đứng thứ nhì của Việt Nam, đứng thứ mấy của thế giới đấy. Còn cái hàng con ở Việt Nam ấy, con đen vàng ấy, con rắn như nó kiểu như này, như nó màu đen vàng rồi, nó vẫn dòng như này, nhưng nó ngược, nó là con rắn đen vàng cơ, thì là nó là có độc. Như cái rắn đấy hầu như ở miền Bắc mình nó hiếm lắm, nó toàn đi ăn đêm với lại củi mục, nó toàn sống ở dại đường tàu nhiều, nên là hầu như ở mình cũng ít gặp. Không may, nói chung là anh em nào không may thì đi thì bị cắn. Nói chung là cắn thì nó vẫn có, nhưng mà có nghĩa tỷ lệ nó ít hơn. Như cái dòng này thì anh em đi tối hay đi đêm hay là đi gì ấy thì nó lại theo đó mà tàn. Cái hàng này chuyên theo đó mà tàn, nên nó cứ bóng điện hay cái gì ấy, tối sáng là nó hay vào. Nên là anh em rất nhiều anh em không may là bị cắn loại rắn này, nó cắn này. Anh em mà bị rắn này cắn mà không biết cách sơ cứu thì tỷ lệ chết đến 99%. Còn như dòng này cắn vào thì biết ngay, cắn vặn buốt tận não luôn. Đây. Cái dòng này, dòng rắn này nếu anh em không may là anh em nào bị cắn vặn buốt tận não luôn, nên là gì? Đây là con rắn ấy, chỉ có dòng rắn này ở Việt Nam mình chỉ có rắn này là rắn độc. Mới lại con đen trắng có 3 dòng rắn độc thôi, chứ không phải tất cả các loài rắn, nó có rất nhiều loại. Nhưng mà chỉ có 3 loài rắn độc thôi anh em nhé. Có 3 loài rắn độc thôi. Còn như cái dòng rắn này cũng không độc. Con này không độc nhưng con này nó lại ấy được tất cả các loài độc. Nó kháng được tất cả các loài độc. Nó là có nghĩa là
chúa tể của tất cả các loài độc. Như theo mình đang nghĩ là nó là chắc là cái da bong bóng này, cái da bong bóng này của nó này, nó chứa được tất cả các loài độc. Đây, tất cả các loài độc. Ông cốc cầm suốt đây làm sao đâu. Đây á, con này nó có thể kháng được tất cả các loài độc, nhưng nó lại không độc. Và nó rất lành, nó không ít khi cắn người á. Nhưng mà anh em không được cầm nó, cứ để như này. Đấy. Cầm rắn anh như mình không phải là mình cầm đâu, để mình chỉ gọi là giữ chặt nó thôi. Nếu cầm bóp phát nó cắn luôn. Còn anh em là muốn hỏi hay là muốn nó có cắn ấy, còn nói chung là đấy là còn anh em nghĩ như nào là tùy thôi. Còn rắn thì mình bắt suốt ngày mà. Đây là nó cắn này, chứ anh em nghĩ là nó không cắn này, nó cắn vỏ bà đây này. Nó cắn này. Nếu cầm sơ sẩy bắt nào nó cắn luôn.